Rồi, miễn chào anh em đang xem kênh Nhân chăm sóc Mai Vàng ha Chúc ngày mới vui vẻ đầy bình an anh em Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 3 âm lịch Trong clip này thì mình nói về cái chủ đề của lá mai ha Có nhiều anh em mới tập chăm cây thì hơi rối ở cái chỗ là không hiểu sao mà cây của người ta chăm thì lá lại thẳng, lại đẹp Còn cây của mình thì vào thời điểm này lá nó hay bị cong, bị quéo, bị biến dạng những cây mà mình trực tiếp chăm thì vẫn có một số lá bị anh em tuy nhiên thì đa phần thì lá nó cũng tương đối chấp nhận được ha còn lá bị biến dạng thì nó có hai nguyên nhân ha thì theo mình biết được như vậy thôi nhưng mà một loại là do bò trĩ thì không tính trong này anh em như cái lá này thì biến dạng do bò trĩ ha thì đương nhiên rồi nó cũng bị một số lá anh em có phòng cỡ nào cũng bị một vài lá à à, bị bọn sĩ này không tính trong clip này nha nè để mình uh, quay một số lá mà trong clip này mình muốn nói ha như trường hợp trên cây uh, mai mình mới, mới trồng như thế này thì cũng có một vài lá nó bị uh, quấn lại Cây này thì mình uh, cũng mới vừa trồng được vài tháng và cũng uh, trồng và ghép luôn anh em thì uh, nó bị một số lá nó quấn như thế này đó không quấn gì đó là một trường hợp ha còn trên cây này thì cũng có một vài lá nó nó biến dạng cái kiểu này nè anh. nó cong nó béo kiểu này, không phải bò trĩ ha. Còn do nguyên nhân nào và cái cách khắc phục nó lại để cho có bộ lá đẹp hơn trong những cơ đọt sau thì một xíu nữa mình nói ha. Tại bây giờ mình sẽ quay một số cây mà nó bị và không bị và tại sao là không bị nha anh. Như trên cây này thì nó hình như là không có bị lá nào cả. ha, những cây này cái thuần còn cây này cũng vẫn vậy cây này nó đã được trồng mấy năm rồi. còn cây mới trồng này nó vẫn bị và bị nhẹ nè anh em. anh em thấy ngọn lá tự nhiên là nó méo lại không? đó coi như những cây mới trồng thì nó cũng có bị ha nhưng mà ít. thì còn những cây mà đã trồng thuần rồi lâu rồi á thì hình như là nó không có bị và nếu có bị trong thời điểm này cũng bị một vài lá thôi. có những cây là hoàn toàn không bị luôn còn để vào cái cây trong này thì nó bị nhiều hơn nha nè nó bị cũng số lá đây anh em có nhiều anh em gửi hình ảnh mình nó cong quéo như thế này nè nó bị tự nhiên bị lạng vậy đó còn đây một lá là nó bị quắn tròn lại ha còn đa phần trên lá này thì phần lớn là không bị cái này thì cây mình mới trồng thì nhiều anh em quen kênh của mình thì cũng đã mình cũng quay rất là nhiều lần rồi đó là anh em xem một số biểu hiện là như vậy rồi ha. Bây giờ thì nguyên nhân là do đâu? thì do cây nó mất cân bằng mà dinh dưỡng trong cây anh này, là có nghĩa là như là nó bị rối loạn sinh trưởng á. thì chất này dư, chất kia thiếu. vì đối với những cây mà mình mới mới trồng lúc ban đầu á, vài tháng đầu thì mình chỉ sử dụng một loại kích rễ thôi, cho nên cũng có thể là nó dư kích rễ. bên cạnh đó là nó thiếu là thiếu những cái loại phân bón đa trung vi lượng. Vì cây mới trồng thì mình đâu cho ăn phân đâu. Rất nhiều lần mình có những clip mà cách trồng cây thì mình cũng đã nhắc nhở anh em rất nhiều lần. Không nên sử dụng phân bón vì cây nó đang yếu rễ thì mình chỉ tập trung kích rễ thôi. Cho nên cũng có thể là nó dư kích rễ nè. Rồi nó bên cạnh đó nó thiếu các phân bón trung vi lượng thì nó mất cân bằng dinh dưỡng như hồi nãy mình nói là nó như vậy riêng đối với cây này thì nó bị nhiều hơn mấy cây mà mới trồng kia tại vì không phải cây nào sức khỏe cũng như cây nào anh em ha nhưng mà nó bị cái số lượng lá thì bị nhiều hơn mấy cây hồi nãy mấy cây hồi nãy thì bị hai ba lá rồi gì đó vì ở thời điểm bây giờ trong khoảng chừng 3 tháng mình mới bắt đầu mình cho cây ăn phân bón thì nó giấc này nó mới nạp là dưỡng chất vào thì có thể những cây đọt sau nó mới bắt đầu là nó cải thiện lại được đối với những cây mà anh em mới bứng mà trồng lên chậu hoặc là những cây phôi anh em mua về trồng thì nó sống là ổn rồi trường hợp cây này mà hình như tất cả các cây phôi mà mình trồng thì mình đều ghép liền luôn anh em thì cái cách nó mỗi người mỗi khác ha còn thời gian trước thì mình tập trung mình kích rễ cho nên đó thì cái cây đọt này thì nó đã ra khoảng chừng hơn 2 tháng rồi thì kích rễ không à thì có thể nó dư kích rễ là nó như vậy ha rồi nó thiếu quan trọng là nó thiếu thiếu các cái phân bón trung vi lượng còn trường hợp những cây anh em đã chơi tết mùa vừa rồi thì tháng đầu tiên mình cũng tập trung kích rễ luôn cho nên những cây bị yếu á, thì thường là nó bị là nó như vậy cái cây đọt là nó ra trong tháng đầu tiên mà mà mình đâu đưa trung vi lượng vào đâu thì nó vẫn bị là cái nguyên nhân là như vậy nha anh em. để mình quay một số cây như, như như cây mai tứ quý này thì chưa cắt ghép ha lá nó không bị hết còn những cây này thì uh, chơi tết mùa vừa rồi nhưng mà lá thì uh, tạm chấp nhận được không có bị uh, biến dạng ha nó cũng đang lú cây hai rồi đây Đó. thì uh, nguyên nhân như nãy giờ mình nói thì biết được nguyên nhân rồi thì cũng dễ thôi thì mình uh, phải uh, sử dụng các loại phân bón trung vi lượng mà có thành phần anh em anh em nghe kỹ nha là trước nhất là có thành phần kẽm và magie cũng có mang gan đồ vào thì càng tốt. Còn những anh em nào mà tìm trên thị trường cũng có loại cam bi Nhật á thì cũng đầy đủ các loại phân bón trung vi lượng vào đó thì nó cũng rất là tốt. Sử dụng đúng liều lượng của nhà sản xuất đưa ra và hai lần trên mỗi cơi đọt là từ từ những cơi đọt sau nó sẽ cải thiện liền anh em. Còn nếu mà mình chăm cây mà không cung cấp thêm các trung vi lượng thì chẳng những nó bị biến dạng kiểu này và sau này nó bị mỏng lá và vàng lá gương xanh luôn để chăm một cây mai á, cho phát triển tốt á, thì nó cũng không khó nhưng mà có rất nhiều việc mà mình cần phải quan tâm lắm mình phải biết được rồi mình mới khắc phục được có một số anh em bạn uống cà phê suy nghĩ hơi đơn giản thấy mình chăm mai cái nói em bón cho tao không cử hay cử phân coi để cho cây phát triển tốt không có đâu ha trước tiên á, là phải biết được cây của anh bị gì mà không phát triển tốt, ha? rồi cần những loại phân bón nào chứ không phải hệ phân bón đưa vào là sẽ tốt cho cây nghe nè. Đó, một số hình ảnh như mình quay hồi nãy giờ để anh em xem có giống như trường hợp uh, những lá trên những cây của mình thôi. đây là những cây của mình trực tiếp chăm nhưng nó vẫn bị nghe nè. thì cái nguyên nhân như nãy giờ mình đã nói hết trơn rồi đó. cách khắc phục cách xử lý, ha? thì uh, thôi công việc của mình thì chắc trong clip này thì cũng đã hết rồi. Anh em đã cũng đã xem các hình ảnh về những cái loại biến dạng của lá như thế nào rồi và nguyên nhân đồ mình đã nói xong rồi thì chắc có lẽ mình sẽ dừng clip ở đây. À mà trên những cây mới trồng không phải cây nào cũng bị hết đâu anh em. Có cây mạnh, cây yếu khác nhau. Như trên cây này của mình thì hình như là toàn bộ các lá của nó đều thẳng hết. Thôi bây giờ mình sẽ dừng clip ở đây nha anh em thì anh em xem clip á nếu thấy rút ra được những gì đó hữu ích cho mình trong cái việc mà liên quan tới lá mai bị biến dạng vào thời điểm này trong cây 1 á cơi một hoặc cơi hai á thì vui lòng cho mình xin một like ha để giúp cho clip này được youtube đề xuất nhiều hơn đến được với nhiều anh em khán giả mới tập chăm cây hơn rồi những anh em nào mà xem kênh mà yêu mến kênh thì nhớ ấn vào đăng ký rồi ấn vào quả chuông rồi ấn vào chữ tất cả thì để không bỏ qua những clip mới mà mình up lên youtube ha thôi chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye.